Thưa quý vị và các bạn, là theo Bộ Nông nghiệp, do tình hình dịch COVID-19 đang xuất hiện 3 khó khăn nổi cộm chung của ngành nông nghiệp. Đó là nguyên liệu và sức ép mùa vụ, bảo quản, vận chuyển lưu thông và vướng mắc về thị trường. Trước những khó khăn thách thức này thì nhiều địa phương cho rằng là nếu mà chỉ để mỗi địa phương tự giải quyết thì sẽ không có hiệu quả. Do đó, chính phủ nên ban hành một nghị quyết riêng cho hỗ trợ tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trong tình hình hiện nay. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới hàng chục triệu lao động ở vùng nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp và sẽ ảnh hưởng chung tới tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp. Đây là những điểm đáng lưu ý trong hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn phục hồi chế biến xuất khẩu nông sản thủy sản sau giãn cách ở khu vực Nam Bộ vừa được tổ chức sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Lấy dẫn chứng tại các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản, các doanh nghiệp chế biến tôm cho biết hiện họ đang không thể giao hàng theo hợp đồng đã ký do tình hình dịch COVID-19. Trong khi tiếp tục phải đối diện với việc không có nguyên liệu vào vụ tôm tiếp theo. Không có nguyên liệu để chế biến xuất khẩu để trả các đơn hàng và phục vụ cho cái lễ hội cuối năm như Noel để đón mừng năm mới. Và lúc đó thì giả sử như lúc đó mà hết dịch ấy, mà được đi làm hết thì công nhân đi làm hết thì lại không có nguyên liệu để làm. Điều lo ngại nhất chính là nguồn nguyên liệu của chúng ta, cả nguyên liệu khai thác và nguyên liệu nuôi trồng là cá tra, tôm, đặc biệt là cá tra mà tập trung ở lại tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh phần lớn các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, thì kể cả với những nhà máy đang sản xuất cầm chừng, thì số lượng công nhân có thể huy động cũng chỉ từ 20 đến 30%. Số còn lại phải nghỉ việc, tạo ra hệ lụy lớn về xã hội. Trong khi chi phí đảm bảo ba tại chỗ đang rất cao, lên tới 200-300% so với trước đây. Trước những khó khăn này, các bộ ngành liên quan cũng đang vào cuộc để gỡ khó cho cả khâu lưu thông và xuất khẩu nông sản. Với bối cảnh này thì chúng ta phải xác định là cái thị trường trong nước của chúng ta phần nào là cái thị trường mà quan trọng nhất, và chúng ta sẽ phải tiếp tục có những cái biện pháp để chúng ta giữ duy trì ổn định cái thị trường trong nước và tiếp tục giữ vững các cái thị trường truyền thống. Sau đó mới đến cái việc mà chúng ta mở rộng các thị trường. Ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghị quyết số 68 và nghị quyết số 105 mới được chính phủ ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết có thể sẽ cần thiết phải trình chính phủ ban hành riêng một nghị quyết cho hỗ trợ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Lấy ý kiến của các hiệp hội ngành hàng, gửi ý kiến của các hiệp hội ngành hàng của một số địa phương tiêu biểu, rồi khi chúng ta thấy rằng chúng ta thảo luận xong rồi, chúng ta sẽ tỉnh thành phố ban hành nghị quyết, ban hành chỉ thị, và cái đó nếu thủ tướng chưa duyệt thì cũng là cái nền tảng để cho bộ và các cái sở, các địa phương thực hiện. Sản xuất chế biến trong nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng rất đa dạng về quy mô, loại hình nên không thể có công thức chung cho tất cả các địa phương, các doanh nghiệp. Do vậy, những ngày gần đây, các doanh nghiệp chế biến tôm đang thí điểm việc kiểm soát dịch tễ vào quá trình di chuyển của người lao động tới nhà máy, thay vì thực hiện ba tại chỗ như vừa qua để tiếp tục sản xuất. Thưa quý vị, là ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, hiện thì vấn đề tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đang gặp rất nhiều khó khăn. Không tiêu thụ được nông sản đồng nghĩa với việc là thu hồi vốn để tái đầu tư cho những vụ sau cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cần được hỗ trợ kết nối tiêu thụ, vốn vay và lãi suất để duy trì được sản xuất vượt qua đại dịch. Nếu như năm trước, 20 hecta canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhiều loại nông sản như đu đủ, ổi, dưa lê của hợp tác xã nông nghiệp Khánh Phong không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, thì năm nay dù giảm sản lượng đi một nửa vẫn ế thừa. Riêng đối với mặt hàng ổi, từ quả xanh chưa kịp phát triển đến quả chín quá lứa thu hoạch đều phải cắt đổ bỏ vì không có nơi tiêu thụ. Rất là mong muốn được tiếp cận những cái nguồn vốn ưu đãi từ ngân sách nhà nước để có cái lượng vốn để duy trì sản xuất, để ổn định và chi trả những cái chi phí nó bị ảnh hưởng bởi COVID như cái sản lượng đầu ra mà gặp khó khăn quá. Cùng chung tình cảnh, hiện hàng chục hecta canh tác na Việt Gáp của các thành viên hợp tác xã Na La Hiên đã đến kỳ thu hoạch, song việc tiêu thụ vẫn rất chậm. Để hỗ trợ tiêu thụ, hợp tác xã này đã thu mua một phần sản lượng cho các thành viên, kết nối tiêu thụ khoảng 80 tấn na tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng của thủ đô Hà Nội.
So với năm nay thì những cái thương lái ở các tỉnh khác họ không về đây cân được cho mình, thì chỉ có tiêu thụ trong khu vực Thái Nguyên thôi thì nó cũng rất là khó khăn. Bên cạnh việc cấp bách kết nối tiêu thụ, thì hiện nay 47 quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng là phao cứu sinh cho các hợp tác xã nông nghiệp trong đại dịch. Đối với các trung tâm có cái chức năng xúc tiến thương mại, thì chúng tôi giao cho là đi liên kết với các cái đầu mối tiêu thụ, làm tốt cái công tác chuyển giao khoa học nghệ, tái cơ cấu lại kỳ hạn nợ, giãn nợ cho các hợp tác xã mà đã đang vay vốn của quỹ mà gặp khó khăn. Cái thứ hai nữa là tiếp tục cho vay những cái hợp tác xã mới và có những nhu cầu để mà tái cơ cấu lại cái sản xuất trong cái bối cảnh Covid. Hợp tác xã nông nghiệp hiện là cầu nối để kết nối nông dân với các hợp tác xã, vừa hỗ trợ sản xuất, vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để giải quyết được bài toán cung cầu đối với nông sản của các hợp tác xã thì vẫn cần giải pháp đồng bộ từ các địa phương đến các ban ngành. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý về dịch bệnh trong chăn nuôi. Thời gian qua, các sản phẩm chăn nuôi giảm rất sâu nhưng vẫn rất khó tiêu thụ do tác động từ việc giãn cách xã hội. Trước hết, thời gian này, bà con chăn nuôi trên cả nước còn liên tục phải đối mặt với các dịch bệnh bùng phát trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục trên châu bò. Có thể nói, khó khăn đang chồng chất khó khăn với người chăn nuôi. Trong 3 tháng trở lại đây, dịch tả lợn châu Phi liên tục bùng phát tại hàng loạt địa phương trên cả nước như Đắk Nông, Lào Cai, Đắk Lắk, Ninh Bình, Thái Bình, với số lượng lên tới hàng chục nghìn con bị chết và tiêu hủy. Đáng chú ý, dịch đang có dấu hiệu lan rộng khó kiểm soát ở Đắk Nông những ngày gần đây. Hiện tỉnh này đã có 4 huyện gồm Tuy Đức, Đắk Rơ Lấp, Đắk Gờ Long, Đắk Song tái xuất hiện dịch. Đáng lưu ý, tại huyện Đắk Song đã phát hiện 5 ổ dịch và có chiều hướng diễn biến phức tạp từng ngày. Đa số các điểm bùng dịch vẫn là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, khó đảm bảo các yếu tố chăn nuôi an toàn sinh học. Dù đã có vaccine, thế nhưng dịch viêm da nổi cục trên châu bò cũng đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương thời gian qua. Dịch đang bùng tại Tây Ninh, Bình Phước, Thanh Hóa và mới đây nhất là Kiên Giang tiếp tục bùng dịch tại 2 huyện Hòn Đất và Giang Thành. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 137 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục thuộc 42 hộ dân. Các chuyên gia nhận định, bệnh viêm da nổi cục đã có vaccine, tuy nhiên do thời gian gần đây, mọi nguồn lực đều được tập trung phòng chống dịch COVID-19, nên công tác tiêm phòng vaccine cho vật nuôi có phần hạn chế. Ngoài ra, các hộ dân vẫn còn thiếu cảnh giác với dịch bệnh trên vật nuôi. 1.500 tỷ đồng thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên động vật. Đó là con số được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay. Tại hội nghị, nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật cũng đã được đưa ra nhằm thúc đẩy các địa phương yên tâm tái đàn, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm dịp cuối năm. Theo thống kê của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại gần 1.500 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy hơn 93.000 con lợn, cao gấp 2 lần so với năm 2020. Cùng với đó, gần 3.400 con gia súc cũng phải tiêu hủy do dịch lở mồm long móng, gần 25.000 con gia súc bị tiêu hủy do dịch viêm da nổi cục, hơn 373.000 con gia cầm bị tiêu hủy do dịch cúm gia cầm. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên đến hơn 16.000 ha. Đối với thiệt hại về người, đã có 40 người tử vong vì bệnh dại tại 22 tỉnh, thành phố. Tính đến nay thì toàn tỉnh đã có 106 xã của 10 huyện xuất hiện những bệnh dịch này, với tổng số gia súc mắc bệnh là 10.946 con, châu bò trong đó chủ yếu là bò thôi. Theo Cục Thú y, từ nay đến cuối năm, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp như mưa rét ở các tỉnh phía Bắc và lũ lụt tại khu vực miền Trung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển và lây lan. Do đó, các địa phương cần khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh để hạn chế tối đa thiệt hại. Thứ nhất là các địa phương cần phải khẩn trương rà soát, tiêm phòng bổ sung cho cái đàn gia súc với những cái bệnh mà chúng ta đã có vaccine. Cái thứ hai, với cái đặc điểm mầm bệnh nó lưu hành nhiều như thế, chăn nuôi nhỏ lẻ như thế, thì cần phải chủ động phòng bệnh bằng các biện pháp vệ sinh, sát trùng tiêu độc thường xuyên, đặc biệt là cái tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng vào các cái tháng cuối năm để tiêu diệt các cái loại mầm bệnh mà hàng năm đã đạt cái kết quả rất là tốt. Cái thứ ba là phải thường xuyên giám sát, chủ động phát hiện là khi có các cái trường hợp dương tính hoặc mầm bệnh là phải xử lý triệt để ngay từ đầu, tránh trường hợp là nó phát tán lây lan diện rộng trong thời gian tới.
Trong hơn 8 tháng của năm 2021, số gia cầm cả nước đạt hơn 515 triệu con, đàn lợn đạt 26,67 triệu con, đàn bò tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Để phát huy kết quả này, Cục Thú y cũng đề xuất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò giai đoạn 2022-2023, chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030, đồng thời cho phép xây dựng dự thảo nghị định riêng biệt về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật.